What's up? Xin chào các anh em. Chào mừng các anh em đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ mang đến đây một cái hộp rất là to như thế này. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các em một con bàn phím đến từ Fantech, đó là con bàn phím MK881RGB của Pantheon của thằng Fantech. Các bạn có thể thấy cái hộp bên ngoài của nó rất là hầm hố rồi. Như thế này, to cực kỳ to luôn. Rất là mát to luôn. Và nó sẽ có thêm một cái dây sắt như thế này để mình có thể dễ dàng vận chuyển. Thì chúng ta sẽ điểm sơ qua về cái hộp nha. Rồi đi, chúng ta có thể nhìn thấy là ở trên vỏ hộp có in rất là nhiều các cái ký tự như thế này. Thì ở đây chúng ta sẽ có một số thông tin cơ bản, ví dụ như là cái hình dáng của cái con bàn phím sẽ được in ở ngoài này. Và các bạn có thể thấy dải màu nó như này. Thì đây chính là cái dải màu RGB, cái chữ của nó cũng được in rất là màu mè. Thì các bạn có thể thấy được là cái dòng chữ Full Size Edition, tức là cái dòng phím này là dòng phím Full Size và có RGB. Có đây RGB này, có 10 chế độ LED này, nhận diện tất cả này, macro tức là có phần mềm đấy. Và ngoài ra là nó sẽ có là cây cáp double shot, đầu USB mạ vàng, winlock, rồi các phím media, và đặc biệt là nó sẽ dùng là Bluetooth này. Để nhìn thấy cái dòng chữ là Bluetooth ở đây, và có khả năng chống nước và chống bụi. Đó là những cái rất là đặc biệt của con này. Đó, ngoài ra thì cái hộp của nó sẽ là tông đỏ đen, là khá là quen thuộc của thằng Fantech. Ở bên cạnh là dưới thì chúng ta cũng có cái tên của cái bàn phím. Ở mặt đằng sau này chúng ta sẽ có nhiều chi tiết hơn. Đó. Nó cũng tương tự như cái kia thôi, nhưng mà nó sẽ thêm một số chi tiết, ví dụ như là những cái chi tiết nhỏ như là của cái kích thước bàn phím, dây dày bao nhiêu, vân vân và vân vân. Và ở đây chúng ta sẽ có hai cái cơ bản, đó là Blue và Brown Switch. Đây là hai cái switch cơ bản mà cái con bàn phím này sử dụng. Thôi không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ cùng mở hộp chiếc bàn phím này nhé. Ok, nó sẽ bóc ở đây. Hơi khó khăn đấy. Ở trong chúng ta sẽ có một cái lớp bọc giống như các cái bàn phím khác. Đây sẽ có một cái cuốn giấy dùng để nhóm lò hoặc là chùi ép vân vân. Đấy, mình có thể dùng cái này rất là nhiều công dụng. Chúng ta sẽ lấy cái bàn phím ra. Xem nào. Ui chà, bàn phím này nó gói khá là kỹ đó các bạn. Ngoài ra thì để xem ở trong này còn có gì không. Chúng ta sẽ có thêm một cái đĩa nữa. Cái đĩa này là đĩa dùng để mình cài driver trên máy. Nếu như bạn nào mà có internet thì có thể lên trực tiếp link để mình download, không cần phải cài đĩa này nhé. Rồi, lại vào trong hộp. Bỏ cái hộp sang một bên. Nó cũng chỉ có thế thôi. Rồi, và đây chính là cái đứa con cưng của chúng ta. Về nếu như mà mình biết thì có thể có con bàn phím này đang là con bàn phím cao cấp nhất của thằng Fantech hiện tại bây giờ. Anh thấy là cái thiết kế tổng thể của nó nhìn rất là hầm hố. Mới cầm lên là mình đã thấy chắc tay rồi, vô cùng nặng. Con bàn phím này vô cùng là nặng. Và thiết kế tổng quát của nó sẽ là có thiết kế hơi hầm hố một chút. Ví dụ như chúng ta có thể thấy được là cái dải ở phía dưới này nó sẽ hơi có cái đường cong vát cạnh như thế này. Và cái lớp phía trên của nó hoàn toàn là được bọc bằng kim loại luôn. Rất là dày. Cái lớp kim loại rất là dày. Và nó sẽ có một số cái, cũng như là sẽ có cái dòng chữ chống nước chống bụi ở bên cạnh này. Và các cái đường vắt cạnh này là đường cong như thế này, nó sẽ cong chứ nó không có phẳng đều. Đó, nhìn rất là cắt điệu và hầm hố. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái đường vát
tức là vát diamond cut. Vát hơi kiểu dạng như là kiểu nó hơi bóng 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 lên á, đường này. Và ở đây nó sẽ có sơn cắt điện cho chúng ta rồi. Ở phía bên tay phải này sẽ có cái logo fan touch được khắc lên rất là đẹp ở phía trên này, bóng loáng như thế này, nhìn nổi bật, rất là đẹp. Ở phía bên trên mặt trên của bàn phím thì chúng ta vẫn sẽ có cái logo, cái dòng chữ Pantheon, tức là tên của chiếc bàn phím này, RGB Manico Keyboard. Ở phía cạnh trên chúng ta sẽ có các cái đèn báo Vinlock, Caplock vân vân. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy được từ F1 đến F12 sẽ là các cái phím multimedia của thằng này. Và chúng ta sẽ đi đến cái phần đó là keycap. Keycap của con này thì được làm rất là chắc chắn và dày, double shot nha các bạn. Thì con này nó sẽ được làm double shot, tức là sẽ có phần hai lớp, lớp nhựa bên trong và một lớp ở bên ngoài. Thì cái lớp nhựa bên trong và lớp nhựa bên ngoài này sẽ giúp cho những cái con keycap này không bao giờ bay chữ theo thời gian. Lên mình sẽ có bấm nhiều nhưng nó sẽ không có phai chữ, nó sẽ vẫn như vậy mà thôi. Ngoài ra thì con này sử dụng một cái layout chuẩn nên các bạn là có thể sử dụng để mình chơi keycap rất là đơn giản dễ dàng. Và cái con này hiện tại thì nó đang sử dụng là Blue Switch với tiếng click key kêu rất là to. Đây, các bạn có thể thấy là cái Blue Switch của con này có tiếng click key kêu rất là to. Blue Switch của hãng của con này thì đang sử dụng đó là của hãng là thằng Otemu. Và cái switch của Otemu thì được đánh giá cũng khá là cao. Và cái con này thì switch này sẽ được gia công trực tiếp cho thằng Fantex đặt hàng, cho nên là nó có độ bền lên tới 70 triệu lượt nhấn, đó là theo như nhà sản xuất công bố. Thì cái bàn phím này nó có thêm một cái rất đặc biệt nữa, đó là về cái phần dây cáp của nó. Về phần dây cáp của nó thì nó phải nói là dây cáp của nó cực kỳ dày, quá là dày luôn. Và nó sẽ có cục chống nhiễu đi kèm với lại cái đầu USB mạo vàng. Đó là những cái thuộc dạng dòng cao cấp rồi đấy. Và cái chế độ LED của con này cũng khá là nhiều, nó có thêm phần mềm tùy chỉnh nữa, bằng hoàn toàn bằng tiếng Anh luôn, rất là đơn giản. Về cái phần chế độ LED thì nó sẽ là LED RGB có tới 16,8 triệu màu. Và các bạn yên tâm là cái do cái keycap double shot cho nên là nó sẽ phản sáng lên rất là nhiều. Và cái nhược điểm của con này chính là nó chỉ có một màu thôi và không có sự lựa chọn nào khác cho màu trắng, mà chỉ có hoàn toàn là màu đen như thế này. Mặc dù vậy thì cái con này được có một cái thiết kế rất là hầm hố và có đèn LED RGB, đồng thời là có khả năng kháng bụi và kháng nước. Con này mặc tuy vậy nhưng mà nó kháng nước rất là ghê, có thể đổ nước trực tiếp lên và sẽ không có bị loạn hay là bị hư bàn phím. Cái này mình sẽ có cái thử test cho các bạn xem, rất là ngon. Bây giờ mình sẽ đi đến cái phần đó gọi là chế độ LED của con này. Đó, mình sẽ thắt điện đi.
feel like I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Ok, bây giờ mình sẽ đến cái phần đó là test thử một cái đoạn gõ văn bản của con này. Do con này đang sử dụng là Blue Switch và nó sẽ có tiếng clicky kêu rất là to. Và cái đồng thời lực nhấn của con này rất là đầm tay, rất là sướng các bạn. Phải nói là bấm mình thấy có kêu clicky mắt to luôn. Và có cái lực bấm chuẩn, phù hợp với những cái bạn nào mà thích về bên Blue Switch, đặc biệt là gần giống với dạng của thằng Cherry. Đây, mình sẽ thọ gõ thử cho các bạn xem nhé. Các bạn có thể thấy là cái tiếng clicky của nó rất là to. Và đồng thời cái lực nhấn của nó cũng rất là đầm và lực nhảy cao. Nên khi các bạn bấm thì có cảm giác rất là tê tay. Phải nói là con này bấm rất là sướng. Nó gần như là ngang ngửa với lại các cái dòng cao cấp. Và cái con Switch này nó sẽ được gia công riêng cho cái thằng Fantech, cho nên sẽ có độ bền cao hơn với những so những cái con Ultimo khác. Đấy. Thì với giá khoảng tầm 1 triệu mà bạn có thể mua được một con đèn LED RGB có phần mềm và tùy chỉnh, bảo hành chính hãng 1 năm. Thì đây quả là một món hời mà các bạn nên thử. Và có thể là có thêm cả khả năng chống nước nữa, rất là tuyệt vời. Thế là những cái gì, toàn bộ những cái gì mà mình đang nói về con Fantech. Thì nếu các bạn thấy hay và có ý kiến gì về chiếc bàn phím này thì hãy comment phía dưới cho mình ý kiến. Nếu mà các bạn có thể share hoặc là like và subscribe giúp mình để mình có thể làm thêm nhiều clip hay. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.